Interfere. Interfere. Violent. Encourage. Encourage. Brain. Brain. Passive. Passive. Responsibility. Responsibility. Global. Global. Effective. Effective. Memorable. Memorable. Disadvantage. Disadvantage. Advantage. Advantage. Television helps us to learn more about the world and to know and see many new things. Television can make things memorable because it presents information in an effective way. It entertains us. Watching it is an enjoyable way to relax. It increases the popularity of sports and games. It makes us aware of our global responsibilities. Disadvantages of televisions. Television can make us passive. We don't have to think, so our brains become lazy. It encourages us to buy things that we don't need. It takes time away from activities such as reading and games. Some television programs may make people violent. Television interferes with family life and communication. TV giúp cho chúng ta có thể học hỏi nhiều điều về thế giới và có thể biết và nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ. TV có thể làm cho mọi thứ trở nên dễ nhớ bởi vì nó thể hiện thông tin theo một cách rất là hiệu quả. Nó giúp cho chúng ta giải trí. Xem TV là một cách rất là thú vị để thư giãn. Nó làm tăng sự phổ biến của các môn thể thao và các trò chơi. Nó làm cho chúng ta có ý thức về trách nhiệm của chúng ta đối với toàn thế giới, ý thức được trách nhiệm toàn cầu. Vừa rồi chúng ta vừa nói tới những điều có lợi, những cái lợi ích của TV, và bây giờ chúng ta sẽ nói đến những cái điều bất lợi của TV. TV có thể khiến cho chúng ta trở nên bị động, chúng ta không phải suy nghĩ cho nên não của chúng ta trở nên lười biếng. Nó khuyến khích chúng ta mua những thứ mà chúng ta không cần. Nó lấy đi những cái hoạt động, nó lấy đi thời gian để thực hiện những hành động như là đọc sách và chơi những trò chơi. Một vài chương trình trên TV có thể làm cho mọi người trở nên bạo lực. TV can thiệp vào cuộc sống gia đình và giao tiếp.